tới Long Thành nè Ly. Ly Ly. Cái gì ba hả, cục trắng hả? Nhà nào cũng được, kiếm đâu cũng được. Ở trắng này nè. Dạ. Ghế không biết đi. Về chưa, thấy đóng cửa kín mít rồi nè. Ngày qua thì chạy đi. Đã thấy đóng cửa chắc đi chợ chưa về. Cỡ kìa mà. Kìa cũng có đèn đó. Có đèn đó. Đó, đèn đó.
đẹp đẹp đẹp. Sáng ăn rồi. Em ăn miếng cháo rồi. Sáng ăn nghe tôm riêu gỏi mì rồi. Sáng làm tôm riêu gỏi mì. Hôm nay mẹ xé rồi. Có xé ăn vậy đó. Bây giờ cha coi. Anh hai mà ăn nhiều cái miệng cũng như ông nhiều quảng cáo đồ ăn gì. Ông nhiều trong mạng hoài ông gì. Ông Diệp Thảo. À ông Diệp Thảo. Cái miệng ông tém quá. Ông tém quá, tém là đã hết nè. Cái ông mà ông ly chụp hình chung với ông. Đúng rồi. Hả? Xem xô. Ngon con. Ha. Ngon. Hôm bữa bên đó là bảo đảm không có gà này luôn đó chị ha. Dạ, không có. Đông lạnh đâu nè. Gà đông lạnh mà mắc lắm. Mua con gà giống như cho chị hai em. Nó quay cho. Đây bữa nào xuống gọi điện thoại. Ừ, gọi cho em trước nha. Em mua hai ba con ăn cho nó. Để chị xuống chị đem cái điện thoại cho nó. Mày con ăn đi. Ngon lắm. Thì ăn đi con. Dạ, dạ. Quay cho. Dạ, như quay. Cho ba coi. Dạ. Tự nghe mẹ mẹ xé nè. Mốt mà ba mà về là phải mua cho ba năm con. Trời ơi, cha cũng vậy rồi. Ok. Cái gì vậy? Nè, ăn thịt nè. Bên nó có điện hay gì vậy cha? Bên chị ba cũng cúp luôn. Nó cúp luôn. Nó cúp hết. Mẹ. Mẹ. Cho nó ăn. Ủa, ăn bằng lạnh, không chấp thôi. Mẹ của Nguyên nữa, mẹ Giang. Mẹ Giang đâu? Ở đây đi, chị Tân. Nên rút xong bữa này về. Em sao muốn gì vậy? Em mua gì nóng ăn? Dù gì mua mười mấy ngàn ăn khô. Mặt thiệt là thấy thương nè. Quá nó lắm thiệt. Quá, mà nó cũng dễ thương nè. Dạ, nó nhỏ quá. Đó, cái mặt nó rượt, cái ghé không? Nguyên nhân luôn á.
has like a massage. This is like a supermarket, well, a mini market. And then there's a bank for you to change money, and it's all walking distance. And there's like a playground, a pool. That's the salon. And they have like restaurants and coffee shops like around here. It's all walking distance. It's pretty cool, pretty cool. Em thấy sao? Ngon không? Chị ba thấy sao? Ngon không? Quá ngon. Quá ngon à? Mâm sao nó khô rồi kìa.